Mọi người nhá, hôm nay là đi tham quan khu Vin nha bạn ạ, đảo Vũ Yên. Đảo Vin là đảo Vũ Yên đó, đây là Vin đảo Vũ Yên đây. Đấy, tưởng đây. Đây hình như có vẻ là chưa xong các bạn. Các thì mấy có mấy cái tượng ở đây. Đấy. Rất đẹp. Như là khu phố Tây. Các bạn trẻ cũng đến check in cũng nhiều các bạn. Đồng cho cái gậy ra ngoài ngồi không cần gậy. Ngẩng mặt lên nào, như nào, một nào, một hai, đẹp lắm. Tranh thủ trang điểm cho bà nhá. Đấy. Đấy, tranh thủ trang điểm. Ở đây nhá, hôm nay là cho các bà cháu nhá đi đảo Vũ Yên các bạn ạ. Đây là đảo Vũ Yên đây các bà cháu đây. Đấy. Vin trong đảo Vũ Yên đây. Đấy, rất là đẹp. Đây nhìn em không? Em nghiêng qua đây một tí. À, một hai. Quay lên TV nữa.
nhật bà hay sao nhỉ? Đấy. Mừng nha, sinh nhật bà. Đây qua mặt đây nào. Bình minh qua mặt lên đây con. Lên đây, nhìn đây, bà bay quay đây. Nào, 1, 2. Rồi. Khung cảnh rất là lãng mạn các bạn ạ, sành điệu, nói chung là khung cảnh rất là sành điệu lãng mạn, đúng bản chất diêm dúa của vợ mình, là lãng mạn đến rồi. Nhưng mà chỗ này tối mà quay hơi không được đẹp lắm đâu, tu tăng các bạn ạ, nghĩa là bạn bè này, gia đình này, xong rồi mẹ này, xong đủ các thể loại các bạn.